Dạ, Diêm xin chào quý các bạn. Hôm nay Diêm về với các bạn và cùng đi dạo trên đường phố Vũng Tàu ngày 6 tháng 1 năm 2018 quý vị. Sáng hôm nay Diêm đang đi trên đường lên đường Lê Lợi. Bán cái gì đây? Cam sành. Thời tiết của ta hôm nay là khá là mát mẻ vì nhiệt độ thì rất là dễ chịu, khoảng 6-7 độ C thôi. Giờ này Diêm đang đi ngoài đường này được khoảng 1 tháng và đi về cả từ giếng nước quý vị, ngoài đường 30 tháng 4. Dạ, hôm nay cũng là ngày nghỉ cuối tuần, thường là thứ bảy chủ nhật là sẽ một số cơ quan và công ty sẽ không có làm việc, có một số công ty làm thứ bảy, nói chung là cũng tùy theo từng đơn vị sản xuất nên sẽ có những cái lịch làm việc khác nhau. Hôm nay là ngày cuối tuần thì thường nhiều cơ quan sẽ nghỉ, công ty sẽ nghỉ làm việc ngày thứ bảy chủ nhật, thứ bảy là ngày nghỉ. Ngày đêm đang đi trên đường này là đường Hậu Thái vì
chỗ này là diễn viên quang đường 4/4 quý vị, đi lên khu vực cảng cái cảng Dầu Khí Vũng Tàu quý vị. Đây có bán trái cây, trái khóm, khóm rồi. Diêm đến cái cổng cảng của Vietso Petro vì ở vùng này là tiền cảng nè. Chỗ này Diêm sẽ rẽ tới phải. Đi qua đường Phan Văn Nghị quý vị, chỗ này là bán rất là nổi tiếng về cá khoai, các cái loại lẩu cá khoai Vũng Tàu quý vị, đây còn quán Hoài Thu nữa, Hoài Thu đã quán lâu rất là lâu, như là theo em biết như là lâu nhất ở tại khu vực này, còn mấy quán nữa bán lẩu cá khoai quý vị, Vũng Tàu á, rồi trong này thì đi tiếp qua đường Nguyễn Tiến Thuật. Cá khoai thì vì muốn ăn thì buổi chiều tối á, là rất là đông, thường là buổi trưa là không có, buổi sáng buổi trưa không có thì chỉ ăn buổi chiều tối thôi, là lẩu cá khoai. Chỗ này có bán một cái quán gọi là quán lẩu, quán gì cháo lương các bạn biết lương, lương xứ Nghệ, lương là cái món biết lương là cái món nổi tiếng tại Nghệ An, một đặc sản của Nghệ An về thành phố Vinh đó, vì đi có Vinh, các vị có đi Vinh thì ta biết cái món này là miếng lương, à, cháo lương, nói chung là các món ăn từ lương. Dạ, chỗ này là Diêm đi qua cái quán đường Nguyễn Tiến Thuật các vị. Diêm đi ngang khu vực ở cái chỗ này là gọi là gì nhỉ? Ngã tư Nguyễn Tiến Thuật và đường Nguyễn Hữu Cảnh. Khu vực này là ở phía sau chợ Thắng Nhất. Chợ
Dạ rồi, cảm ơn quý vị rất là nhiều đã cùng Jim đi dạo một vòng sáng nay của biển Vũng Tàu. Hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những video tiếp theo. Cảm ơn rất là nhiều.